Nhìn vào tác phẩm tiểu cảnh này, các bạn có đoán được tác phẩm này có tên là gì không? Còn chúng tôi thì đặt tên cho tác phẩm này có tên là Bẫy Chim. Và trên cái tác phẩm này chúng tôi đang mô phỏng lại cái tuổi thơ của chúng ta qua một cái hình ảnh có những cái gọi là cái nan và cái bu gà, hoặc là những cái rổ cái giá cũ ngày xưa nó đã bị sứt. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chống cái que ở bên cạnh để bẫy những cái con chim này vào để ăn những cái hạt thóc. Và trong cái tác phẩm Bẫy Chim này thì nó mang thêm một cái tính nhân văn ở chỗ, đó là cái sợi dây kéo này nó không phải là một cái sợi dây căng mà nó là một cái sợi dây trùng. Và với một cái sợi dây trùng như này thì cái bạn nhỏ này sẽ không thể kéo nó được. Và nó hàm nghĩa một cái điều, đó là cái nơi này chính là một cái nơi mà đất lành chim đậu. Và cái trò chơi Bẫy Chim nó chỉ là một cái ký ức của tuổi thơ, chứ nó không mang cái tính là sát phạt, hay là không mang một cái tính giam cầm một cái con thú ở trong nhà. Và đặc biệt là bằng cái kỹ thuật đục chạm, kênh bong và moi móc, thì một cái sự bất ngờ đó là chúng tôi còn làm thêm một cái hình ảnh con chim chui vào bên trong của cái bẫy này. Và quý vị cũng nhìn thấy là ở đằng sau quý vị nhìn thấy cái ngón tay của tôi đã được chui vào bên trong. Bên trong hoàn toàn rỗng và đang có một con chim nằm trọn ở bên trong cái bẫy này. Nó tạo ra một cái sự rất là thú vị, ngây ngô nhưng mà lại rất là bình yên trên tác phẩm. Và phôi gỗ này được đục chạm ở trên phôi gỗ pô mu chu Yên Bái, rất nhiều tinh dầu thơm và nhiều vân.